Lần đầu tiên xem Kubo and the Two Strings, ấn tượng của bạn là gì? Một câu chuyện giàu ý nghĩa về tình cảm gia đình, một cuộc phiêu lưu kỳ thú ẩn mình trong phần hình ảnh đẹp tuyệt hảo. Có thể các bạn cũng giống tớ khi đây là những cảm nhận ban đầu về phim. Thế nhưng, sau khi xem tới lần 2, lần 3, rồi là tìm hiểu thêm một chút về quá trình tạo nên tác phẩm này, tôi mới thấy rằng Kubo and the Two Strings là một bộ phim không tưởng. Đây không chỉ là một viên ngọc quý của riêng studio Laika, vốn đã nổi tiếng với những bộ phim hoạt hình tĩnh vật, mà còn là của hiếm nhiều năm mới xuất hiện một lần trong ngành công nghiệp phim hoạt hình. Vậy, điều gì đã khiến cho Kubo and the Two Strings đặc biệt và nội dung mà nó muốn truyền tải là gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Những bộ phim thuộc studio Laika đều mang một phong cách rất đặc biệt. Chúng kể những câu chuyện bình thường của những đứa trẻ mới lớn theo những cách rất khác thường. Đó là không khí u ám, có chút đen tối, nhưng ẩn sâu bên trong là những thông điệp rất giá trị, đủ dễ hiểu với trẻ con nhưng cũng không kém phần sâu sắc với người lớn. Kubo and the Two Strings cũng không phải là ngoại lệ khi nó mang một câu chuyện phiêu lưu không những rất người lớn, mà một số chi tiết được xây dựng thậm chí còn có thể dễ dàng đi vào cơn ác mộng của bất kỳ đứa trẻ nào. Về cơ bản, phim là câu chuyện đi tìm ba báu vật được giấu kín của samurai huyền thoại Hanzo, cha của nhân vật chính Kubo. Trên hành trình đầy hiểm nguy, Kubo được bà khỉ và ông bọ bảo vệ trước sự truy lùng của hai người dì. Hai người phụ nữ này muốn bắt Kubo về cho ông ngoại của cậu, Nguyệt Đế Raiden. Để làm gì? Để ông ta móc mắt Kubo ra. Đúng vậy, là móc mắt đấy các bạn ạ. Các bạn thử nghĩ mà xem, còn gì kinh dị hơn câu chuyện về một cậu bé có thể phải dành cả đời của mình để chạy trốn khỏi ông ngoại, người có thể chọc mù mắt cậu bất kỳ lúc nào. Và có người ông ngoại nào lại lấy đi nhãn cầu của cháu mình khi nó vừa mới sinh ra? Ngay từ những giây đầu tiên, câu chuyện của Kubo and the Two Strings đã tỏ ra không hề nhân nhượng với bất kỳ nhân vật nào. Khi mẹ của Kubo trên đường mang con đi trốn đã đập thẳng đầu vào mỏm đá, khiến đầu óc của bà sau này lúc nhớ lúc quên. Lúc tỉnh táo nhất, bà không bao giờ ngừng cảnh báo con mình về sự săn lùng gắt gao từ Nguyệt Đế. Từ đó, người xem chúng ta ngay lập tức hiểu rằng chuyến phiêu lưu này của Kubo dù có kỳ thú đến đâu đi chăng nữa thì cả cậu và những người đồng hành có thể mất mạng bất kỳ lúc nào. Những cảnh chiến đấu bạo liệt trong phim dường như cũng có chút không phù hợp với trẻ con khi mỗi đòn đánh đều rất hiểm hóc và có thể bất thình lình lấy mạng những nhân vật mà ta yêu quý. Không chỉ dừng lại ở những yếu tố rùng rợn đã nêu, câu chuyện của Kubo and the Two Strings còn liên tục đặt ra cho người xem những định nghĩa khác nhau của hai chữ gia đình. Cái hay ở đây là những thông điệp đó được truyền tải tới người xem không phải qua những lời thoại sáo rỗng, mà là những tình huống bắt ép nhân vật chính phải trải qua những mất mát không chỉ một lần. Từ đó cũng bắt luôn người xem chúng ta phải căng mắt ra mà chứng kiến những nỗi đau đó của cậu. Có nhiều biến cố như vậy, nhưng đau lòng nhất có lẽ vẫn là khi Kubo phải hai lần đối mặt với sự thật rằng mẹ mình đã qua đời. Ở lần đầu, Kubo vẫn chưa được trải nghiệm cảm giác thực sự thế nào là một gia đình. Nhưng tới lần hai, nỗi đau như bị nhân lên gấp bội khi Kubo vừa mới biết được thế nào là có cả cha, cả mẹ trong một bữa cơm thì đã bị tước đi ngay sau đó. Một đứa trẻ mới 11 tuổi liệu có được chuẩn bị cho sự mất mát to lớn này? Phim đặt chúng ta vào một nỗi sợ khủng khiếp nhất của mỗi đời người và nhìn nó dưới con mắt của một đứa trẻ đang lớn. Chính vì những yếu tố trên mà tớ đã nghĩ rằng ở một phía cạnh nào đấy, câu chuyện của Kubo and the Two Strings có lẽ sẽ phù hợp hơn với những người đã trưởng thành. Có khả năng do tệp khán giả bị thu hẹp mà phim chưa có cơ hội được tới với đa dạng người xem ở nhiều lứa tuổi. Nhưng với những thông điệp đắt giá mà nó truyền tải theo một cách rất riêng, có lẽ các nhà làm phim đã phải chấp nhận hy sinh để có được một tác phẩm tách biệt hẳn so với những bộ phim hoạt hình đại chúng. Cái chất đó còn được thể hiện bởi một chủ đề xuyên suốt nữa mà phim cũng hiếm nói thẳng ra cho chúng ta, nhưng không phải vì thế mà nó khó nhận biết và khó để cảm nhận. Đó là câu chuyện của những câu chuyện. Pay careful attention to everything you see and hear, no matter how unusual it may seem. And please be warned, if you fidget, if you look away, if you forget any part of what I tell you, even for an instant, then our hero will surely perish. Đó là những câu thoại đầu tiên chúng ta được nghe trong phim, một lời dẫn của Kubo và những vở kịch rối origami mà cậu vẫn hay diễn thường ngày. Phim bắt đầu gợi cho chúng ta về hình tượng story hay là câu chuyện. Đây là chủ đề chính xuyên suốt bộ phim, bất kỳ một biến cố hay là một sự vật sự việc nào diễn ra đều được phục vụ cho nhiều ý nghĩa khác nhau của cụm từ câu chuyện. Cuộc hành trình của Kubo trong phim không đơn thuần chỉ là hành trình chạy trốn, mà đó là hành trình đi tìm phút hạ màn trong câu chuyện của chính cậu. Cây đàn mà Kubo dùng để chơi những bản nhạc dẫn vào vở kịch là một ẩn ý quan trọng. Trong văn hóa Nhật Bản, đây là đàn shamisen. Một trong những phong cách chơi shamisen phổ biến và khắt khe nhất chính là Gidayu, phỏng theo tên của Takemoto Gidayu, nghệ nhân đã đặt nền móng cho truyền thống kịch rối ở Osaka. Muốn chơi giỏi phong cách này, người chơi shamisen phải biết toàn bộ tác phẩm để ăn khớp với ca sĩ kiêm người dẫn chuyện của vở kịch đó. Trong phim, chúng ta thấy Kubo đảm nhận cả ba vai trò này, nhưng có một điều mà cậu không thể làm được. Đó là cậu không biết cái kết cho câu chuyện mà mình đang kể. Ở đây, chúng ta hiểu rằng một câu chuyện hay cần có người kể và nó cần phải kết thúc.
đó là lúc mà tư tưởng của cậu đối lập mạnh mẽ với ông nội của mình, người cho rằng cuộc sống vĩnh hằng không điểm dừng mới là chốn thiên đường. Bất tử, không suy nghĩ và không cảm thấy bất kỳ một điều gì, đó là nhà tù mà Nguyệt Đế muốn nhốt chính cháu ngoại của mình vào. Ông nghĩ rằng Kobo là một đứa trẻ ngu xuẩn khi thằng bé nghĩ rằng đời người phải hữu hạn thì cuộc sống mới có cảm xúc, chúng ta mới trân trọng từng phút giây để sống. Cái kết của phim khép lại khi Kobo cứu rỗi Nguyệt Đế bằng cách truyền cho ông những ký ức của dân làng về chính những người thân đã khuất của họ. Bản thân tớ đã từng hiểu nhầm rằng họ muốn an ủi ông bằng những điều đẹp đẽ không có thật. Thế nhưng sự thật lại không phải như vậy. Dân làng đang nói cho ông nghe những ký ức tuyệt vời nhất về người thân của họ, cố gắng để ông có thể hiểu rằng điều làm nên một con người chính là những câu chuyện mà họ tạo nên và được ghi nhớ bởi những người thân yêu xung quanh. Bằng một cách kỳ lạ, Nguyệt Đế giống như chính những mảnh giấy origami vô hồn được thổi sức sống nhờ cây đàn shamisen và nhờ phép màu của những câu chuyện không bao giờ bị lãng quên. Ai cũng có câu chuyện của riêng mình, không ai giống ai. Có người mải tạo nên những câu chuyện đó, có người mải mê đi tìm những câu chuyện đó, có người lắng nghe những câu chuyện của người khác. Nhưng dù tồn tại dưới bất kỳ hình thái nào, mỗi câu chuyện đều có ý nghĩa của riêng nó. Chúng có thể bất thường tới mức một con khỉ cũng có thể là một bà mẹ, một con bọ cũng có thể là một ông bố vụng về nhưng lại vô cùng dũng mãnh. Để rồi, mỗi chúng ta, khi đặt dấu chấm hết cho câu chuyện của mình, thứ còn lại chính là những điều mà những người khác nhớ về chúng ta. Sức mạnh của những câu chuyện có thể cứu rỗi mà lão già từ muốn móc mắt cháu mình trở thành một ông già lụ khụ và muốn nghe người ta kể về chính bản thân mình. Giờ đây, thông điệp của Kobo and the Two Strings được hoàn thiện. Một câu chuyện hay cần có người kể, nó cần phải kết thúc và cũng cần được lưu giữ mãi. Thực ra, ý tưởng câu chuyện về những câu chuyện này sẽ hay hơn rất nhiều nếu bạn cảm nhận nó bằng trực giác thay vì cố gắng hiểu nó một cách quá logic. Thế nhưng mong là qua những lời lý giải vừa rồi, các bạn sẽ có được một trải nghiệm sâu hơn với Kobo and the Two Strings, một bộ phim xứng đáng được thưởng thức nhiều hơn một lần. Nhưng tại sao đạo diễn Travis Knight lại có được cảm hứng để kể nên một câu chuyện như vậy? Tại sao với ông, ký ức lại quan trọng đến như thế? Với nguồn cảm hứng mạnh mẽ kết hợp với niềm đam mê điên rồ, các nhà làm phim đã phải vượt qua những gì để có được thành quả này? Khi thưởng thức hầu hết các tác phẩm điện ảnh, người xem chúng ta thường không có nghĩa vụ phải tìm hiểu những câu chuyện hậu trường đằng sau nó. Dễ hiểu thôi, bởi vì chúng ta trả tiền để xem thành quả chứ đâu phải là một video behind the scene đúng không? Thế nhưng, có những tác phẩm hoàn toàn có thể trở nên hay hơn nhiều lần nếu như chúng ta biết một chút về những con người làm nên tác phẩm đó để thán phục họ và thêm trân trọng những gì chúng ta được chiêm ngưỡng. Những con người làm nên Kobo and the Two Strings thực sự đã cho tớ cảm giác này, và họ là những kẻ điên đấy các bạn ạ. Kobo and the Two Strings là một bộ phim hoạt hình tĩnh vật, một thể loại phim mà đến bây giờ đôi lúc người ta vẫn tranh luận với nhau rằng nó kỳ công hay là tốn công. Như chúng ta đã biết thì stop motion đòi hỏi người làm phim phải sắp xếp những mô hình, con rối rồi dựng lên theo từng chuyển động nhỏ nhất. Những chuyển động đó sẽ được ghi lại bằng cách chụp hình hoặc sử dụng những máy quay dừng liên tục. Cuối phim, chúng sẽ được ghép lại thành những video rồi thành một bộ phim hoàn chỉnh. Nói là kỳ công là bởi, để làm nên một bộ phim cho chúng ta xem, các nhà làm phim đã phải tỉ mẩn đến từng giây, thậm chí là từng khung hình. Những con rối trong phim tĩnh vật phải tuân thủ nghiêm ngặt những chuyển động vật lý của một vật thể bình thường. Tức là trong một phân cảnh, chúng phải nhất quán theo từng khung hình, hợp lý tới từng khung hình và tiêu chuẩn đó phải được đảm bảo chuẩn xác từ đầu tới cuối. Một khi máy quay mà đã được khởi động thì chỉ có tiến chứ không có lùi. Hãy thử tưởng tượng bạn thực hiện cả ngàn khung hình cho một phân đoạn siêu phức tạp, rồi chẳng may tới một khung hình nọ, bạn lỡ tay thực hiện sai một cái phẩy tay nhỏ của nhân vật thôi, thì mọi công sức trước đó đều sẽ đổ xuống sông xuống biển và bạn sẽ phải làm lại từ đầu. Nghe đã thấy cọ rồi đúng không? Những sự cố như vậy xảy ra không phải là hiếm. Chính vì thế, những sai sót trong quá trình làm phim gần như là không thể tránh khỏi, dẫn tới việc những họa sĩ phim tĩnh vật có làm việc quần quật cả tuần đi chăng nữa, giỏi lắm thì họ chỉ cho ra đời được khoảng vài giây phim thôi. Đó mới chỉ là một trong nhiều nguyên lý cơ bản để làm nên một bộ phim tĩnh vật. Điều khiến cho Kobo and the Two Strings trở thành một bộ phim không tưởng chính là cách mà đội ngũ của đạo diễn Travis Knight đã không bao giờ chịu đứng một chỗ. Họ luôn đặt ra những giới hạn mới cho chính bản thân mình và bằng mọi cách họ phải giải được hàng loạt bài toán mới đó. Ví dụ như con rối to đùng cách mạng nặng tới hơn 180kg và cao gần 5m này. Hãy thử tưởng tượng bạn phải chỉnh từng mm cho con quái vật này chuyển động. Không chỉ một bộ phận mà cả tứ chi phát triển để nó có thể đánh nhau được như trên phim mà xem. Nghĩ đã muốn khóc rồi đúng không? Thế nhưng những nhà làm phim lại làm được đấy các bạn ạ. Những ví dụ khác có thể nhắc tới là hình dạng quái vật bay lượn của Nguyệt Đế đòi hỏi sự tỉ mỉ tới từng khớp chi, hoặc là những sinh vật kỳ quái dưới đáy biển cần tới những bóng đèn khổng lồ để tạo hiệu ứng mắt phát sáng, hay chỉ đơn cử là cách xử lý những thứ nhỏ như là chùm lông của nhân vật Monkey thôi cũng khiến chúng ta ngả mũ thán phục đội ngũ làm phim rồi.
Tớ nghĩ rằng họ cần nhiều hơn là sự cẩn thận và lòng kiên nhẫn. Vì nếu để lý giải cho việc vì sao họ không phát điên thì chỉ có thể nói là họ bị điên sẵn mà thôi. Đừng hiểu nhầm câu đùa của tớ nhé. Đó thực sự là những kẻ điên vì chính đam mê của mình. Và thực sự là Kubo and the Two Strings không chỉ là một thành quả trong mơ của bất kỳ một bộ phim tĩnh vật nào, mà nó còn là một minh chứng hùng hồn cho tư duy làm phim vượt trội của Studio Laika trong ngành công nghiệp hoạt hình ngày càng bão hòa về mặt hình ảnh. Tuy nhiên, tớ nói như vậy không phải để nâng phim stop motion lên mà dìm những thể loại hoạt hình khác xuống. Chỉ là tôi muốn những thông tin vừa rồi giúp những ai sẵn đã yêu mến Kubo and the Two Strings có thêm lý do để trân trọng bộ phim thôi. Chúng ta hay nói vui với nhau là đam mê mà không ra tiền thì chỉ là sở thích thôi, đúng không? Nhưng niềm đam mê của những họa sĩ Studio Laika chắc chắn là một phản biện mạnh mẽ cho câu nói trên. Thật đấy, cứ nhìn vào khoản chênh lệch trả thấm vào đâu giữa kinh phí và doanh thu này thì biết. Với kỹ năng của mình, họ không chọn xả thân vào những dự án đem về bộn tiền mà họ dành nó cho những đứa con mang giá trị nghệ thuật để thỏa mãn chính cơn khát của bản thân, để cống hiến và luôn đặt ra những chuẩn mực mới trong lĩnh vực của mình. Niềm đam mê của cả đoàn làm phim còn được truyền lửa bởi nguồn năng lượng cảm xúc khổng lồ mà đạo diễn Travis Knight đã ấp ủ. Ông làm nên tác phẩm này như một cách để đương đầu với nỗi đau mất đi người em trai đã chết đuối khi mới chỉ 4 tuổi. Đó là sự nuối tiếc với những gì mà hai anh em đã chưa thể làm, những cảm xúc chồng chéo giữa tiếc nuối và giận dữ của một người chỉ biết bất lực nhìn người thân của mình bỏ đi mà không kịp chào tạm biệt. Có lẽ đây cũng là lý do vì sao mà ký ức về người em trai lại cho ông nhiều động lực đến như vậy. Travis Knight đã không để dấu chấm hết cho những câu chuyện đó là một kết thúc vĩnh viễn, mà sẽ hiện lên dưới một thông điệp khác được gửi gắm đủ đầy vào đứa con tinh thần của mình, Kubo and the Two Strings. Video về Kubo and the Two Strings của phê phim ngày hôm nay xin phép được khép lại tại đây. Nếu các bạn đã xem phim, đừng quên để lại những cảm nhận của riêng mình về tác phẩm này. Tớ rất nóng lòng để đọc đấy. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video với chúng tớ. Hẹn sớm gặp lại trên phê phim. Tớ là Hiệp và chúc các bạn xem phim vui vẻ. He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.